Thank you.
Duy chia sẻ một chút về chuyện là bây giờ Hà Nội mới trở lạnh ấy, thì em cảm thấy đón nhận cái thời tiết không khí lạnh như thế nào? Thì hôm nay nói chung là em cũng đón nhận cái thời tiết này từ bạn em rồi, nhưng mà hôm nay em ra em thấy thời tiết nói chung là nice. Thời tiết này em không mặc em không mặc áo khoác ấy, thì cái lý do là em không mang theo hay là em không nghĩ là thời tiết lạnh? Em đang chờ người cùng phòng để sửa ấm em. Tinh thần của cái trước cái đợt tập trung này với cá nhân Duy là như nào? Bọn em sẽ cố gắng tập trung hết sức để tập luyện thật tốt để cống hiến cho người hâm mộ. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.